đã làm, chấp nhận làm khởi nghiệp, làm startup thì mình phải làm gấp 5, gấp 7 lần so với người bình thường, còn phải làm gần như trừ thời gian ngủ thôi. Nếu như bạn không có tiền làm startup mà kêu toàn ông chuyên gia vô ông ngồi làm 2 ngày lắm, ông bòn ro không đi về. Thôi nghe thấy là những người thực tập sinh đó là những người chịu thiệt thòi rất là lớn khi đầu quân cho một cái doanh nghiệp startup. Meliqua, thương hiệu máy lọc không khí từ Singapore, hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Chào chương trình, anh tên là Đức, em làm trong lĩnh vực truyền thông, cụ thể là làm website và sell thương hiệu ấy. Rồi. Thì sau quá trình làm dịch vụ khách hàng thì freelancer thì em cũng quyết định thành lập dự án Gen Anh khởi nghiệp để kêu gọi các bạn muốn khởi nghiệp kênh online cùng về xây dựng hệ thống liên quan đến online marketing. Rồi, thì bạn có vấn đề gì, có câu hỏi gì hay có những cái băn khoăn gì khi mà bạn khởi nghiệp không? Thì trong quá trình khởi nghiệp, em đang nói chuyện với anh Hùng Anh hả? Đúng rồi, mình là Hùng Anh. Không, cho hỏi này có nghe rõ tín hiệu không? Dạ. Có nghe rõ giọng rồi. Không? Thì em có vấn đề, tức là khi em di chuyển từ mô hình freelancer, tức là em một mình á, để thành lập tổ chức, đội nhóm, thì em gặp vấn đề về nhân sự. Thì đại loại là khi mới khởi nghiệp, nguồn lực để chọn thì em ưu tiên tuyển cả bạn thực tập sinh về đào tạo kỹ năng để mà phục vụ cho team ấy. Rồi. Nhưng mà em nhìn thấy với cách này thì cả bạn tốc độ phát triển của dự án nó sẽ rất là chậm đó. Còn nếu mà em nghĩ đến phương án tuyển cả bạn kỹ năng cứng vào ấy, thì khởi nghiệp mà lúc giai đoạn đầu nó chưa đạt kết quả thì mình sẽ chịu gọi là quỹ tiền lương nó rất là nặng. Rồi. Em muốn hỏi kinh nghiệm của anh thì trong những ngày đầu khởi nghiệp thì anh sẽ chọn những người như thế nào để nó phù hợp với nguồn lực ít ỏi của mình? Rồi, mình hiểu cái câu hỏi của bà rồi. Cũng giống như bao nhiêu doanh nghiệp startup khác và mình là người hiểu rõ cái chuyện này. Thực chất là trong giai đoạn đầu á, mình đâu có tiền đâu. Mình tuyển người. Thứ nhất là việc bạn kiếm người có đủ năng lực và giống như kỹ năng mà giống như bạn nghĩ á, mong muốn là cũng rất là khó. Vì người giỏi thường người ta làm lâu năm, người ta công việc ổn định rồi, không thể nào, trừ khi là người ta tâm huyết cùng với bạn, người ta hiểu bạn, người ta mới về làm với bạn, chứ đại đa số là người ta sẽ không chịu về làm với bạn đâu. Người thường thường giỏi á, và làm lâu thì người ta cần công việc ổn định hơn là bắt đầu một cái mới. Và tiếp theo mình, nếu mình tuyển được người đó về chăng nữa thì chi phí cũng rất là cao, và nhiều khi mình chưa có dự án, chưa có tiền thì cũng không giữ chân được người ta được. Mà tuyển người mới vô giống như bạn nói là thực tập sinh hoặc là vừa mới ra trường thì lương nó thấp thiệt, nhưng mà gần như các bạn đó gần như là giống như một tờ giấy trắng. Đúng. Đó. Và bạn phải dành rất là nhiều thời gian tâm huyết bằng đào tạo các bạn đó ra. Và vài năm những người đó thì mới có thể làm việc và lao động và tạo ra sản phẩm được, hiệu quả công việc được. Mình xác định rõ là mình đi khởi nghiệp là mình phải là người đứng mũi chỉ sào, mình phải trực tiếp tham gia vào dự án và cùng hỗ trợ anh em. Đó là nếu như trong trường hợp mà vốn mình đủ giỏi, ít giỏi, chứ bạn đừng có mong chờ rằng sẽ có người nào giỏi giỏi tới với mình. Trừ khi bạn có tiền, có dự án mà sẵn sàng bằng tỷ dùng và bạn sẵn sàng chấp nhận mất tiền nếu như người ta nghỉ việc. Cái đó là mình phải bắt buộc phải có cái sự lựa chọn đó thôi. Cho nên bây giờ nếu bạn làm về là tối ưu hóa tìm kiếm, làm website, làm bia, làm digital marketing thì buộc làm bạn phải là người giỏi trong chuyên môn ấy nè, rồi bạn hướng dẫn mấy anh em nó đi lên từng bước vậy. Có khi nó chậm nhưng mà bạn đỡ phải mất tiền. Đó là lời khuyên của mình. Cho nên bạn cái hướng của bạn là đúng rồi, nhưng mà bạn phải dành phần lớn thời gian vô để bạn đào tạo cho những nhân viên mới đó, người ta biết cách làm. Tại vì hơi nghe hết là những người thực tập sinh đó là những người chịu thiệt thòi rất là lớn khi đầu quân cho một cái doanh nghiệp startup. Chứ không phải là thiệt thòi vì cho bạn nhiều lắm đâu nha. Và những người đó vừa ra trường rất là như từ giấy trắng, nhưng mà ở trong một môi trường gần như là chưa biết cái môi trường lớn như thế nào, công ty lớn như thế nào mà về đầu tư quân cho bạn, là đó là một thiệt thòi với người ta. Cho nên mình phải trân trọng những người đó và cùng nhau đi lên. Còn bạn đứng chờ hy vọng là có một ông giỏi nào ông vô ông về làm cho bạn, và thứ nhất là lương mà bạn trả không nổi, với thứ hai bạn cũng điều khiển chưa chắc được. Đó, hay quá. Đây là một cái lời nói nó dùng cho các bạn thực tập sinh đó, nó dùng nỗi lòng cho các bạn để các bạn hiểu. Đúng rồi. Đôi khi vô mấy công ty làm thì cứ nghĩ là các bạn học được nhiều, nhưng mà đôi khi các bạn cũng là người đã gửi đi rất là nhiều những cái điều khác dành cho các công ty startup hay các doanh nghiệp, đúng không ạ? Dạ, bây giờ tiếp tục với câu hỏi thứ hai ạ. Dạ vâng, về câu hỏi thứ hai thì nó cũng sẽ liên quan đến câu hỏi thứ nhất một chút. Nó sẽ liên quan đến việc vận hành. Thì tức là khi mà mình làm công việc hiện tại của mình thì mình là người đứng mũi chịu sao như anh Hùng Anh vừa nói. Thì nếu mà trong trường hợp đó thì em cảm giác là để mà mình vừa duy trì cái việc làm dịch vụ để kiếm tiền nuôi team, kết hợp với cái việc mình tập trung xây dựng nuôi hệ thống của mình, thì em cảm giác đôi lúc nó sẽ bị là mất tập trung và thường hay rơi vào trạng thái quá tải. Thì em muốn hỏi là với kinh nghiệm của anh thì mình nên tạm dừng một bên hay là mình có thể chăm lo cho cả hai cùng đi lên được ấy? Bạn phải hiểu một điều, khi mà đã làm, chấp nhận làm khởi nghiệp, làm startup
thì mình phải làm gấp 5, gấp 7 lần so với người bình thường. Đó, bạn phải có năng lực đó. Nếu như bạn không có tiền, không có tiền bố mẹ cho, bón đất cho mình hoặc là mượn ra đó cho mình, thì mình chỉ có duy nhất một con đường là mình là phải làm nhiều lần hơn so với người bình thường. Cái nhân viên người ta làm từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều thì bọn phải làm gần như trừ thời gian ngủ thôi. Đó, thì bọn mới có đón nổi, bọn mới vượt qua được. Bọn sau khi bọn có dự án sẽ bọn tuyển người mới vô. Chứ bọn khởi nghiệp mà bọn làm giống như một người bình thường là chắc chắn là cơ hội thành công cực kỳ thấp. Ví như mình 30 tuổi mình đi làm việc 8 tiếng một ngày mình đi về, nhưng mà khi mình 30 tuổi mình khởi nghiệp thì phải làm khi là 16-20 tiếng. Đó là cái chuyện rất là bình thường đối với một người khởi nghiệp. Mình phải xác định rõ ngay từ đầu. Còn nếu như mà mình có nguồn vốn rồi thì mình là thuê, mình phải chia bộ phận ra, ai phụ trách kinh doanh, ai phụ trách kỹ thuật, ai phụ trách làm công tác marketing, ai phụ trách nhân sự thì cũng rõ ràng rồi. Nhưng mà còn mình á, ví như mình không có đồng bạc mua thì mình buộc làm, mình phải lấy công sức mình ra để mình bù đắp cho những khoản đó. Đó là cái điều chắc chắn. Rồi. Câu tiếp theo của mình là gì rồi, còn một câu. Rồi. Câu hỏi cuối cùng thì nó sẽ liên quan đến quá trình bán hàng về chất lượng sản phẩm. Rồi. Thì em hay bị băn khoăn ở chỗ là trong kinh doanh thì việc bán hàng thì nó là nguồn để duy trì sự sống cho các dự án. Rồi. Nhưng mà ở trong cái giai đoạn đầu khởi nghiệp ấy, thì thường sản phẩm của mình nó đang dang dở và chưa hoàn thiện ấy. Thì anh có cách nào để bán sản phẩm khi mình chưa hoàn thiện, hoặc là đâu cả cái work mà dự án cần lưu ý để bạn cả phần khi mà chưa thực sự hoàn thiện đấy. Rồi, mình hiểu được câu hỏi của bạn. Thứ nhất thế này, riêng bạn khởi nghiệp trên mảng là về tối ưu hóa tìm kiếm SEO là thực sự là cái mảng này nó không có đơn giản giống như mình nghĩ đâu, nó rất là chua. Đúng rồi. Đó, và nó phụ thuộc vào cái yếu tố, nhiều yếu tố là thứ nhất yếu tố Google nó thay đổi thực toán nè, yếu tố về đối thủ nè, yếu tố về cái trend của thị trường, yếu tố về rất là nhiều yếu tố, được chưa nào, yếu tố về nội dung, về content, về con người, đủ thứ đấy. Mà nếu như bây giờ mình mà không kiểm soát được, mình làm ở ngành nghề mà mình không kiểm soát được á, là nó thực sự là rất khó khăn. Mình làm tối ưu hóa tìm kiếm mà, như bạn biết là thứ nhất là bạn phải lên plan về làm về tối ưu hóa nè, nguồn lực, ngân sách nè, nội dung nè, đúng không, content, phải xây dựng build từ từ. Và một cái website nó muốn lên được từ khóa nó đồng đều, nó phải cần thời gian rất là lâu, nó mất năm hai năm có khi lâu nữa. Cho nên nha, mình mà khởi nghiệp chỉ có một món như vậy là nó rất là khó khăn nha mình phải kiếm thêm nhiều cái dịch vụ vô đưa vô trong một công ty thì mình sẽ mới bù đắp được những cái chi phí. Chứ bây giờ bạn đợi chừng đó và khách hàng đâu có trả tiền cho bạn thời gian đào liền. Khi nào nó lên từ khóa nó mới tạm ứng cho bạn phần lớn, còn bây giờ nó tạm ứng cho bạn ít mà cái tiền nó không đủ. Đó là rất là rủi ro. Mình kiếm cái ngành nghề nào mà có thể là nuôi sống trong công ty, trừ cái những cái dự án kia bạn lấy. Chứ bạn mà trừ một cái là bạn làm một cái vậy không được, hoặc là một mình bạn làm thì may rồi. Một mình bạn thì may rồi, chứ bây giờ bạn làm với quy mô tổ chức 5-7 người mà làm dự án vậy rất là đuối. Đúng rồi, cho nên bạn phải kiếm thêm ngành nghề mới. Chứ thực ra là bây giờ bạn bán, ví như bạn ký hợp đồng bạn cho tôi lên 20 cây quật, 30 cây quật traffic tên này vân ABC đúng không, lên không có click nào, không đủ KPI người ta không có tiền là cũng mất tiền đó, mình mất tiền đó là em cảm ơn những lời khuyên rất sâu sắc từ anh Hùng Anh. Rồi, cảm ơn Trung Đức nhiều đã kết nối cùng với Quang Huy và anh Lê Hùng Anh nha. Chào tạm biệt, gặp lại bạn. Medipoa, thương hiệu máy lọc không khí từ Singapore, hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Đó là một cuộc kết nối tiếp theo của mình. Mình thấy rằng là bạn cũng nêu ra những cái vấn đề rõ ràng và anh Hùng Anh cũng đã chia sẻ rồi. Nhưng mà em muốn lấy một cái ý trong những cái câu hỏi vừa rồi của bạn ra để mình mở rộng thêm một cái vấn đề này. Có nghĩa là hồi nãy giờ mình đang đề cập đến cái câu đầu tiên của bạn là bạn đã có hai sự lựa chọn, là chọn những cái bạn là thực tập sinh hay là chọn những người có kinh nghiệm. Tuy nhiên thì mình chưa có nguồn vốn thì cũng gây khó khăn. Vậy thì bây giờ em muốn hỏi thêm một ý rằng là ví dụ như mình đã có được những bạn thực tập sinh, là những cái bạn nhân viên có thể nói rằng là nhân sự của mình hơi non, nhưng mà mình có nên duy trì các bạn đó từ lúc mà các bạn là nhân sự non cho đến lúc các bạn trưởng thành hay không? Đó cũng là một cái câu hỏi mà nhiều bạn quan tâm. Đối với doanh nghiệp startup như bạn vừa nãy chia sẻ, thực sự là mô hình kinh doanh của bạn là không mới. Mà đối với startup mà mô hình kinh doanh không mới, rủi ro nó cao thì nguy cơ dự án thất bại và nhãn tiền. Nhưng mà với điều kiện nếu như bạn đó biết cách sử dụng nguồn lực một cách chậm rãi và chắc chắn và tận dụng tối đa cái nguồn lực mà vừa mà các bạn sinh viên ra trường như vậy đó, là nó sẽ giảm chi phí rất là lớn trong giai đoạn này. Và giống như mình nói, bọn nó phải bổ sung dịch vụ vô, tại vì cái dịch vụ về tối ưu hóa tìm kiếm nó là dịch vụ phụ trợ và tăng thêm đối với một công ty về làm về digital marketing. Chứ bạn ấy đặt trọng tâm đó là dịch vụ chính cốt lõi trong doanh nghiệp của bạn là rủi ro rất là cao. Và quay lại cái chủ đề mà như Huy đề cập á, là doanh nghiệp startup không có cái vốn gì ngồi cái vốn con người chứ. Đúng không ạ? Mà con người đây con người chất lượng cao giá rẻ mà tâm huyết, đặc biệt của bạn sinh viên nó trưởng tâm huyết. Đúng rồi. Nó làm ghê lắm. Nó làm ghê, nó làm
nó làm mất ăn mất ngủ, nó ngồi nó nằm xuống hiên, nó vẫn làm cho mình đó. Cho nên mình phải biết tận dụng những cái bạn đó làm động lực tăng trưởng cho mình và làm cái cơ hội sống sót. Chứ bây giờ làm stop mà kêu toàn ông chuyên gia vô ông ngồi làm hai ngày lắm, ông bòn ro không đi về à. Em tin bây giờ em mở công ty mới mà tuyển toàn thằng chuyên gia vô bòn tới bòn lui hai ngày nghỉ chốn nghỉ à, đó chỉ có stop, chỉ có là những cái bạn trẻ cùng nhau làm đại đa số vậy. Chứ mấy em giờ bỏ vô cái ngỗng bòn ro không đi về là sao hay